Hồi tối Barbie thức khuya xem phim á. À, mình ngủ gật, mình cắt đứt tóc của quý khách rồi. Phải làm sao đây? Tóc của tôi đâu? Trả lại đây, trả tóc cho tôi, trả đây. À, đã hết 15 phút rồi. Để em gỡ mặt nạ ra cho quý khách nha. À, cứng quá, cứng quá. Bị sao vậy trời ơi? Chết rồi, trứng gà bị hết hạn rồi. Quý khách ơi, quý khách nhìn vô gương đừng có... KM Channel. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy nhấn nút thích video ở đây, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh KM Channel của bé Na thì hãy nhấn nút màu đỏ ở đây nha, để có thể xem được những video hay nhất của bé Na đó. Xin chào các bạn, mình là búp bê Barbie, mình tên là Hoài Thương. Còn đây là tiệm cắt tóc của mình, tiệm cắt tóc KM Channel. Không biết hôm nay có bao nhiêu người tới tiệm cắt tóc của mình nữa, hồi hộp quá. Xin chào, hôm nay mình đến đây mình làm tóc để mình đi ăn đám cưới. Xin chào, mình đến đây để cắt tóc. Xin chào, mình là búp bê Kim Cương, mình đến đây để mình làm tóc, mình đi ăn sinh nhật. Wow, hôm nay nhiều khách quá. Mời quý khách, mời quý khách vô đây ngồi. Barbie sẽ cắt tóc theo thứ tự nha. Rồi, mời quý khách ngồi ở đây. Người nào tới trước thì sẽ được Barbie làm tóc trước, còn ai tới sau sẽ ngồi ghế chờ. Mời bạn ngồi đây chờ nha. Các bạn hãy đăng ký thành viên trên kênh KM Channel để trở thành người đầu tiên được xem video mới nha. Xin chào quý khách. Quý khách muốn làm tóc kiểu gì? Wow, tóc quý khách đẹp quá à, bóng quá. Hãy làm tóc để tôi đi ăn đám cưới đi. Kiểu nào dễ thương á? Được rồi, làm tóc kiểu dễ thương thì là nghề của búp bê Barbie mà. Đợi Barbie nha, Barbie lấy dụng cụ. Đây, Barbie có cái cây làm tóc này nè. Bây giờ Barbie sẽ làm cho quý khách nha. Đây, cái cây này có thể đẩy ra được những viên kim cương gắn lên tóc. Xong một bên, bây giờ qua bên thứ hai, gắn lên. Rồi, xong rồi quý khách ơi. Quý khách thấy thế nào? Wow, đẹp quá. Đẹp quá à. Đẹp quá, đẹp quá. Cảm ơn Barbie nha. Bao nhiêu tiền vậy? 50 tiền. Ồ, rẻ quá vậy, có 50 tiền à. Nè, thôi về đây, bye bye. Xin lỗi vì để quý khách đợi lâu. Mời quý khách thứ hai lên ghế ngồi. Quý khách muốn làm tóc kiểu gì? Wow, tóc của quý khách cũng đẹp quá. Hãy làm tóc tôi ngắn lại một xíu thôi nha. Nó hơi dài, cho nó ngắn ngang vai đi. Tôi thích kiểu ngắn ngang vai. Được rồi, đợi Barbie đi lấy kéo. Đây, Barbie có cây kéo này đây. À, buồn ngủ quá. Hồi tối Barbie thức khuya xem phim á, nên không chịu ngủ sớm, buồn ngủ quá. Mình cắt đứt tóc của quý khách rồi. Phải làm sao đây? À, tóc của tôi đâu? Trả lại đây, trả tóc cho tôi, trả đây. Dạ, tóc của quý khách nè, tóc của quý khách nè. Quý khách ơi, bình tĩnh. Trời ơi, tóc của tôi làm sao đây? Xin lỗi, tôi xin lỗi quý khách, xin lỗi quý khách. Đây làm sao gắn lại vô bây giờ? Tôi không muốn tóc ngắn vậy đâu. Nghe nói có nữ hoàng tí biết làm phép á. Vậy hả? Vậy để tôi đi kiếm đã. Trời ơi, tóc của tôi. Wow, hôm nay trời trong xanh, thiệt là tươi đẹp. Thích quá, thích quá. À,
tiếng của tôi á. Nữ hoàng tiết ơi, cứu tôi với. Ủa, tóc của búp bê bị sao vậy? Sao ngắn ngủn vậy? Bị sao vậy? Nè, tóc này nè, bị Barbie cắt ngắn rồi. Barbie ngủ gục á, Barbie cắt đứt mất rồi. Giờ làm sao cứu được không vậy nữ hoàng tiết? Để nữ hoàng xem. Không sao, không sao, chuyện nhỏ. Nữ hoàng sẽ làm phép cho nó quay lại nha. Để xem. Umbala Sibu. Phải đọc thần chú nó mới được. Umbala. Hồ biên. Rồi, xong rồi đó. Chuyện nhỏ như con thỏ. Wow, mình tóc mình đã dài lại rồi nè. Dài rồi, ui, nó dài rồi nè. Mừng quá à, mừng quá, tóc lại như cũ rồi. Cảm ơn nữ hoàng băng giá. Cảm ơn. Không có gì, thôi đi về đi. Dạ, cảm ơn nhiều nha. Thôi đi về đi học đây, bye bye. À, cuối cùng đã tới được tiệm làm tóc rồi. Không biết cô chủ tiệm đâu rồi. À, xin chào quý khách, mời quý khách vô. À, chào Barbie. Hôm nay mình tới mình không có làm tóc đâu. À, vậy hôm nay quý khách tới đây để làm gì? À, dạo này trời nắng quá, tôi đi nắng nhiều nên da bị sạm đen. Nó khô ở chỗ này. Nó bị nám luôn nè, thấy không? Rồi nó bị nám phía bên đây nữa. À, đưa em xem. Đúng rồi ha. Da của chị đang bị nám rồi kìa. Được rồi, để em suy nghĩ ra một loại mặt nạ để dưỡng da lại cho chị nha. Nếu mà da bị nám như vậy thì chỉ có mặt nạ trứng gà là tốt nhất. Để bây giờ mình đi chuẩn bị đã. Mình phải đập cái trứng gà này vô chén. Rồi sau đó mình sẽ đắp lên cho khách hàng. Lắc lên. Đây quý khách ơi, đây là mặt nạ của quý khách nè. Barbie đã làm xong rồi đó. Mặt nạ này rất là tốt á. Để bây giờ Barbie đắp lên mặt nha. Rồi bây giờ quý khách hãy thư giãn nha. Hãy ngồi thư giãn 15 phút sau sẽ được à. Các bạn hãy đăng ký thành viên trên kênh KN Channel để trở thành người đầu tiên được xem video mới nha. À, đã hết 15 phút rồi. Để em gỡ mặt nạ ra cho quý khách nha. À, cứng quá. Bị sao vậy trời ơi? Trứng gà bị hết hạn rồi. Quý khách ơi, quý khách nhìn vô gương đừng có hết hồn nha. À, cái mặt của tôi xỉu. Chết rồi. Khách hàng xỉu rồi. Bây giờ phải gọi điện kêu xe cấp cứu mới được. Phải đưa chị ấy tới bệnh viện. Nhấn 1 1 5. Alo, cho tôi một xe cấp cứu đi. Có một khách hàng vừa bị dị ứng và bị xỉu rồi. Barbie hối hận quá à. Nếu mà Barbie không thức khuya thì bây giờ Barbie đâu có ngủ gục đâu. Nếu không ngủ gục thì đâu có cắt tóc của búp bê bị đứt ra như vậy đâu. Búp bê hối hận quá à. Các bạn cũng nhớ nha, tối đừng có thức khuya. Thức khuya là đi lên lớp mà mình ngồi mình học mình ngủ gật á. Mà mình ngủ gật là mình học bài không có giỏi đâu. Là sẽ không có tốt đâu. Sẽ không phải là em bé ngoan. Nên các bạn nhớ ngủ sớm nha. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Các bạn hãy nhấn vào video mà mình muốn xem trong màn hình này để xem tiếp nha. Dù đang xem bằng điện thoại hay bằng vi tính đều có thể nhấn được và xem được hết. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký thành viên để nhận được thông báo khi nào đăng video mới lên YouTube trên kênh KN Channel. Hoàn toàn miễn phí nên các bạn cứ yên tâm nha. Cảm ơn các bạn.